chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ đang có những ngày nắng ấm nhưng từ ngày mai, thời tiết sẽ có sự chuyển biến bởi một khối không khí lạnh tràn xuống, gây mưa lạnh trở lại cho Bắc Bộ. Hiện khối không khí lạnh chỉ còn cách biên giới phía Bắc nước ta chừng 150 km. Dự báo khoảng sáng sớm mai sẽ bắt đầu ảnh hưởng và gây mưa dông trước tiên cho khu vực vùng núi Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn. Sáng và trưa mai, vùng mưa sẽ tràn xuống, khả năng Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái và Tuyên Quang hay Phú Thọ sẽ là những vùng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh với lượng mưa từ 20 cho đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa kèm gió đông bắc lạnh sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai của miền Bắc giảm đi từ 3 cho đến 5 độ so với hôm nay. Các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang sẽ là những nơi nhiệt độ giảm sâu nhất, xuống còn 25 cho đến 26 độ. Các nơi khác mức nhiệt là 27 cho đến 28 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, các khu vực ít chịu tác động của không khí lạnh nên trời ít mưa, có nắng nhẹ và nhiệt độ vẫn cao từ 29 cho đến 31 độ. Từ đêm mai mùng 6 tháng 11, nhiệt độ sẽ giảm mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng. Ở các tỉnh đồng bằng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi trời rét, nhiệt độ chỉ từ 16 đến 19 độ. Muộn hơn so với miền Bắc, phải từ tối và đêm mai, không khí lạnh mới tác động đến các tỉnh phía Bắc của Trung Bộ và gây mưa cho khu vực này. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và có thể có dông mạnh, với lượng mưa từ 10 cho đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ gần sáng ngày 7 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 20 cho đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trên biển, từ chiều và đêm mai ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió cấp 3 cho đến cấp 4. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.